Quý vị thân mến, nói lời dễ nghe với người nhưng cũng đừng quên dành cho chính mình những câu nói nuôi dưỡng tâm hồn. 20 câu nói này hiểu một nửa thôi, chắc chắn bạn sẽ sống một đời an nhiên, tự tại. Hãy xem đó là những câu nói nào nhé. Hai mươi câu nói nuôi dưỡng tâm hồn bạn, hiểu một nửa thì sống đời an nhiên. Xin hãy biết lắng nghe và trân quý những gì ta dành tặng cho người. 1. Không nên làm bạn với những người thường nói xấu người tốt trước mặt bạn. Họ từng nói xấu bao nhiêu người thì cũng tương ứng với việc họ có bao nhiêu oán hận, bấy nhiêu kẻ thù, hoặc là những người vắng mặt không bằng lòng. Một người suốt ngày chỉ biết oán hận, bốn bề đều là kẻ địch, thì sẽ không thể đem lại cho bạn bất kỳ cảm xúc chính diện nào. Hơn nữa, nói không chừng một ngày nào đó, họ sẽ ở trước mặt người khác mà nói xấu bạn. Bởi vì loại người này rất dễ sinh ra oán hận, bạn sẽ vô tình mà trở thành kẻ đắc tội với họ lúc nào cũng không hay biết. 2. Yêu và được yêu, thứ nào sẽ hạnh phúc hơn? Thực ra có hạnh phúc hơn hay không là phải dựa vào cách bạn lựa chọn đối xử với đối phương. Không nên bởi vì đã đạt được trái tim của một cô gái mà tình yêu của bạn dành cho cô ấy ít hơn một chút. Chỉ có cố gắng trân trọng tình yêu của đối phương và học cách yêu thương đối phương, đó mới là hạnh phúc chân chính. Yêu một người là tâm thức có thể tìm được chốn đi về. Được yêu là được nhận lấy vô số sự chăm sóc. Yêu và được yêu, nếu như thiếu đi một bên cũng là điều tiếc nuối. 3. Có phải con người đều có tính cá cược, đều thích thắng lợi? Nhưng trong kiếp nhân sinh dài đằng đẵng này, chúng ta có lúc cũng sẽ phải nhận thua. Chúng ta vứt bỏ rất nhiều thời gian một cách không hối hận để đi làm những chuyện bản thân cho rằng sẽ thắng. Chúng ta đi yêu thương một người mà bản thân cho rằng sẽ cùng nhau kết mối lương duyên đến cuối cuộc đời. Kết quả chúng ta lại thua một cách thảm hại. Chúng ta trở thành một con bạc vô dụng như thế nào, cho đến khi trong túi trống rỗng, không còn sót lại thứ gì mới chịu xoay người mà đi, bước trên con đường mơ hồ trở về. Vừa đi vừa nói với bản thân rằng: tôi không nhất định phải thắng, tôi chỉ là không thích cảm giác thua cuộc mà thôi. 4. Tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái là loại tình yêu thương thiêng liêng và vĩ đại nhất trên thế giới. Không oán, không hối, không bao giờ ngừng nghỉ. Từ lúc bập bẹ biết nói cho đến khi bắt đầu đi học mẫu giáo, ánh mắt của cha mẹ chưa từng rời khỏi những đứa con của mình. Khi bắt đầu con đường học tập cho đến khi bước vào đời, những lời giáo huấn của cha mẹ vẫn quanh quẩn bên tai. Khi chúng ta trưởng thành và đã kết hôn, sinh con, cha mẹ vẫn không ngừng dẫn dắt con cái. Cha mẹ vĩnh viễn là một cây đại thụ bên cạnh con cái. 5. Cuộc đời hoàn mỹ chỉ là một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện cổ tích này chỉ là mộng tưởng trong những mộng tưởng của con người. Nếu cuộc đời không có lúc suy sụp thất bại thì làm sao lại có hy vọng? Cuộc sống của chúng ta luôn trong sự mất mát để rồi lại hy vọng xa vời. Nếu cuộc sống không có sầu bi khổ não, không có niềm vui và nỗi buồn khi ly hợp thì cuộc sống chỉ là một khoảng không tẻ nhạt. Mỗi một người đi qua cuộc hành trình trăm năm này luôn phải tìm được vui vẻ, an bình trong đau khổ và nỗi buồn. 6. Con người là cực phẩm của đấng tạo hóa. Trong ánh sáng nửa tối, đôi lông mi đen dài của con người lay động một cách nhẹ nhàng, tạo thành một cái bóng mờ nhạt dưới mí mắt. Như thể con bướm đầu tiên vỗ đôi cánh sắc sảo của nó vậy. Và đôi môi mỏng của người cong lên một góc độ hoàn mỹ. Cơ thể dường như đã được bao phủ bởi một ánh sáng sắc vàng dịu nhẹ và khuôn mặt anh Tuấn có vẻ đẹp tối thượng. Dung nhan Tuấn Mỹ đến cực hạng, giống như sản phẩm của một vị thần. 7.
Thời gian là một điều tuyệt vời, nó xen kẽ trong mọi ngóc ngách của cuộc đời chúng ta. Nhìn chúng ta từ thời thơ ấu cho đến tuổi trưởng thành và cho đến cả sau đó nữa. Ngay từ đầu, chúng ta đã bỏ quên đi sự trân quý của hiện tại, trong khi than thở rằng thời gian trôi qua vội vã, chúng ta cũng lặng lẽ lớn dần. Trong khoảng thời gian đã trôi qua kia, có nụ cười và nước mắt của chúng ta. Cho dù như thế nào, chúng ta cũng hãy trân trọng thời gian. 8. Ôm hy vọng lớn nhất, cố gắng hết sức mình, lên kế hoạch tốt nhất và chuẩn bị tâm thái tốt nhất. Nhớ những chuyện nên nhớ, quên những chuyện cần quên, thay đổi những gì chúng ta có thể thay đổi và tiếp nhận hiện thực. Mặt trời mỗi ngày đều mọc, mỗi một ngày đều là ngày tốt đẹp. Hãy dùng trái tim của chúng ta đi giải mã cuộc sống, dùng chính đôi mắt của mình đi nhìn rõ cuộc đời, dùng kinh nghiệm của chúng ta đi thể nghiệm hàm ý chân chính của cuộc sống. 9. Hãy tùy kỳ tự nhiên và làm những gì có thể. Làm những việc bạn chưa từng làm qua gọi là trưởng thành. Làm những chuyện bạn không muốn làm gọi là thay đổi. Làm những chuyện bạn không dám làm gọi là đột phá. Chúng ta thường cố chấp với thứ gì thì luôn luôn bị thứ đó lừa dối. Chúng ta cố chấp với ai thì thường bị người đó lừa gạt. Cho nên chúng ta cần học cách bỏ xuống. Chuyện gì cũng nên thay đổi góc độ để xem nhẹ một chút, không toan tính. Mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên. Cho dù đánh mất đi thứ gì, cũng không nên đánh mất một tâm trạng tốt. Hãy nắm chặt trái tim mình, để tâm trí luôn trong sáng và an tĩnh. 10. Cốt lõi của cuộc sống là khỏe mạnh và vui vẻ. Sức khỏe lại là nền tảng của cơ thể và tâm hồn. Tâm hồn khỏe mạnh thì thân thể mới khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh bắt buộc phải có một tâm hồn khỏe mạnh. Con đường ở dưới chân là khoảng cách. Con đường trong tâm hồn là theo đuổi. Nếu bạn theo đuổi, sẽ có những thăng trầm. Nếu có hy vọng, sẽ có sự thất vọng. Gió có phương hướng của riêng mình. Mây có tâm trạng của nó. Đừng mong rằng mọi người đều hiểu bạn. Cũng không nên mong muốn mọi chuyện đều như ý. Giữ cho tâm hồn bình thản, xem nhẹ một số việc. 11. Mọi sự mọi việc đều có mối quan hệ nhân duyên. Bạn không biết tôi đang ở đâu, xa hay gần, đang đơn độc một mình hay hòa lẫn vào dòng người. Bạn không biết tôi đang no hay đang đói, đang mong đợi vào tương lai hay thất vọng tràn trề. Tôi không biết liệu trên thế giới này còn có một tôi khác, giống như bạn, cũng đang đi tìm kiếm, đi gặp gỡ. Thẳng cho đến một mùa xuân nào đó, khi chim én bay về, cỏ xanh trải dài, tôi mới phát hiện tôi cũng giống như một mầm non mọc lên từ bùn đất, sau đó lớn lên thành một thân cây nhỏ bé, cho đến khi trưởng thành như một cây cao lớn, cường tráng, và cuối cùng là già nua cằn cỗi mà chết đi. 12. Trong cuộc sống này, chúng ta luôn dùng tiêu chuẩn của bản thân đi đánh giá người khác, nhưng lại quên rằng điều này làm tổn thương đến họ. Chúng ta muốn kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng lại không có đủ sức lực. Tha thứ cho nhược điểm của bản thân không phải là đối xử tốt với sinh mệnh, mà là tổn thương tàn khốc nhất đối với sinh mệnh. Có một câu nói như thế này: đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, công đạo nắm trong tâm của con người. 13. Nên biết điều gì mới là quan trọng nhất đối với chính bản thân bạn. Nếu như bạn xem tiền tài làm trung tâm của cuộc sống, thì cuộc sống của bạn sẽ rất nặng nề. Nếu như bạn xem con cái là trung tâm cuộc sống, vậy thì cuộc sống của bạn sẽ rất cực khổ. Nếu như bạn xem tình yêu là trung tâm của cuộc sống, thì cuộc sống của bạn sẽ rất rối rắm. Nếu như bạn cứ sống tập trung vào việc so sánh hơn thua, thì cuộc sống của bạn sẽ rất chán nản. Nếu như cuộc sống của bạn lấy khoan dung hòa ái làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất vui vẻ.
Và nếu như bạn luôn biết thế nào là đủ, thì bạn sẽ sống vô cùng hạnh phúc. 14. Tĩnh tâm để làm chủ mọi vấn đề. Một niềm vui, một nỗi buồn đều được tạo ra từ ngọn lửa trong tim. Giàu có hay nghèo khổ cũng chỉ là chuyện nhất thời. Tĩnh tâm có thể nhìn thấu được mọi chuyện, nhìn thấu được hồng trần, không mơ hồ như người trong mộng. Người thông minh là người luôn nhìn về phía trước, luôn chiến thắng người khác. Người trí tuệ là người luôn nhìn về phía sau, là người chiến thắng được bản thân. Tĩnh tâm là điều cần thiết khi tu tâm. Xem bản thân như không là cơ bản của việc tu đạo. Những chuyện qua đi thì không cần nhớ đến, những chuyện hiện tại cứ tùy duyên là được, những chuyện tương lai thì cần gì phải khổ não suy nghĩ. 15. Hãy luôn là người từng trải và tự tin trước cuộc đời. Những người chưa từng thua cuối cùng sẽ thua một cách thật hồ đồ. Những người chưa từng té ngã thì sẽ không biết cách bò dậy sau khi vấp ngã. Những người chưa từng chịu qua cảnh đói rét thì nghèo khổ luôn là cái kết của họ. Những người chưa từng liều mạng phó xuất thì những gì thuộc về họ đến cũng nhanh mà đi lại càng nhanh hơn. Những thứ bạn xem nhẹ, cuối cùng bạn sẽ xem trọng chúng. Khi bạn tập trung chuyên chú vào một phương hướng, nó sẽ giúp bạn đi xa hơn một chút. 16. Thật ra trong lòng mỗi người đều tồn tại một người không thể quên. Khi bạn buồn chán, khi bạn đang ăn cơm, hay khi bạn đi trên một con đường giữa đêm tối, hoặc thậm chí là lúc nghe một khúc nhạc, bạn sẽ nhớ về người ấy. Dần dần bạn sẽ phát hiện, cho dù người ấy có ở bên cạnh bạn hay không, thì cũng không thể thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn vẫn sẽ ăn, sẽ ngủ, sẽ chơi và kết giao với bạn bè. Lúc này bạn sẽ hiểu, có một người cả đời này bạn cũng không thể quên, nhưng người ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn. 17. Hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn thuần khiết, nhẹ nhàng. Như họa, như thơ, mỗi một nét vẽ đều uyển chuyển nhẹ nhàng mà tỉ mỉ. Gió hồng trần như một tấm lụa mỏng thanh lịch, giống như một phần thơ thơ mộng, một tâm trạng mềm mại. Thế giới bao trùm cả năm tháng tĩnh lặng, kể cả mùa xuân khiến hoa đào nở rộ, chứa vẻ đẹp diễm lệ của Giang Nam. Dịu dàng mà nhu tình như đang đan dệt, vô cùng mỹ lệ với mưa khói lững lờ. Nét dịu dàng của sự phồn hoa vẫn là một vẻ đẹp thuần khiết và tuyệt mỹ nhất. Trên thế giới này, bí quyết để tạo nên vẻ đẹp của tâm hồn cũng sẽ luôn như vậy. 18. Nhân gian 3.000 việc, sửng dưng một nụ cười. Trong cuộc sống ấm lạnh này mới đòi hỏi sự tận tâm, tự bản thân cảnh giác mọi lúc mọi nơi, đi hóa giải những ngày tháng vô vị. Mắt to chừng mắt nhỏ, lấp đầy cuộc sống mà biết đủ, đem tất cả phiền não để lại quá khứ. Cuộc sống chính là một tác phẩm tốt nhất, sắp xếp lại trật tự của cuộc sống, đi tìm giá trị sinh mệnh, sống cuộc đời ấm lạnh một cách nhân văn. Oán hận cái gì, phiền não điều gì cũng chỉ đơn giản là thêm chút hương vị cho cuộc sống, để lại cuộc sống một nụ cười mà thôi. 19. Hãy luôn là chính mình và biết tận hưởng cuộc sống một cách thực sự có ý nghĩa đến từng giây phút. Bạn cho rằng điều gì đáng giá, không có chuyện thì gì bạn không sẽ bị đánh giá và chờ đợi. Không có người nào không bị người khác đoán mò. Đừng quá để tâm cách nhìn của người khác. Chỉ cần làm chính bản thân mình thì đời này mới không hối tiếc. Cuộc sống quá ngắn ngủi, không đủ để đi hối tiếc. Cuộc đời giống như một chuyến du lịch. Trong quá trình du lịch ấy thì thu hoạch được cảm động. Cuộc đời cũng giống như một bộ phận diễn lại các tình tiết sống động của con người. 20. Xin hãy biết lắng nghe và trân quý những gì ta dành tặng cho người. Kiếp trước, ta là một đóa sen nở rộ trên trần thế. Chỉ vì một ánh mắt của người đứng bên hồ đã khiến cho ta cô đơn tưởng nhớ. Kiếp này,
Ta là một đóa hoa dại bên đường vào lúc ban mai, trên thân còn đọng lại giọt sương của tối hôm qua. Mặc dù nhìn qua ta không có gì đặc sắc, nhưng nếu muốn dừng chân nhìn kỹ, người sẽ thấy mỗi một cánh hoa đều đang run rẩy. Đó là chút tương tư ta dành riêng cho người. Khi gió bắt đầu thổi lên, nếu như người lắng nghe cẩn thận, người sẽ nghe được tình yêu ta dành tặng cho người. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.